Kính chào Chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thí phòng Vấn Đạo Tông Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ai bảo hắn tu tiên tác giả tối bạch tích ô nhà Trường 66 Đầu óc không linh hoạt Không kiến nghị gia nhập bà giáo Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh Like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ Giám khảo có lệnh mà kệ người là chỉ tự long hay là quá giang long thì cũng phải ngoan ngoãn mà xếp hàng. Trong giận giám khảo còn muốn gia nhập mà giáo nữa không? Đừng thấy họ ở bên ngoài có sống đến thuật buồm xuôi gió như thế nào dù ngươi sông sáo tốt đến đâu còn có thể mạnh hơn ma giáo sao? Trong ma giáo có giáo chủ với tù vị thâm sâu khôn lường nhưng tín đồ cường giả nhiều như mây còn họ thì sao? Chỉ có tự thân một mình tù vị cao nhất chỉ mới chúc cơ hậu kỳ trong tướng mạo của ba người giám khảo đều lạ trong số những người có mặt ở đây ai cũng chưa từng gặp nhưng cũng đều dễ hiểu ma giáo là tồn tại còn bí ẩn hơn cả những người tán tu trong ba đạo chưa từng tùy tiện lộ diện lần nào không ai gặp qua bọn họ cũng là lẽ thường tình mặc dù sớm hơn thời gian thông báo một canh giờ nhưng cũng không có người nào thắc mắc đây hẳn là một trong những khảo nghiệm của ma giáo những người đến trước thời hạn chứng tỏ họ đề tâm đến ma giáo còn những người sát giờ mới tới không xứng gia nhập ma giáo lục dương vắt chéo hai chân lấy ra bút và giấy chỉ vào người đầu tiên rồi hỏi nói nghe thử xem tại sao ngươi chọn gia nhập ma giáo người gia nhập ma giáo có thể mang lại lợi ích gì cho bọn ta người có chủ tính gì cho bản thân người có kỳ vọng gì về tiền định kỳ ơ ờ, người đầu tiên há hốc mồm gã ta vừa mới bước lên thì đã bị một loạt câu hỏi làm cho ngơ ngác đây chính là đề thi gia nhập ma giáo sao không phải là hỏi những câu về tu vi và công pháp hay là từng làm những việc xấu gì sao thế người đầu tiên cả nửa ngày trời cũng không nói được lên lời lục dường thiếu kiên nhẫn xua tay ơ ờ, cái gì mà ơ ờ, đối diện với câu hỏi của bọn ta đã ấp à ấp ống sau này khi bị quan phủ bắt được người còn nói hết nội tình của ma giáo à người bị loại rồi về đi người thứ hai là băng chủ của một bang phái nhỏ nào đó đã nhiều lần ngồi đại lao nhiều lần ra tù phát hiện bang phái và thế tử của mình đã bị tiểu đệ chiếm đoạt nhiều lần giành lại bang phái và thế tử là một vị bang chủ có lịch duyệt khá phong phú ta tên là ngưu mãng bang chủ của thanh long bang ta chọn gia nhập ma giáo vì muốn phát triển một cách tốt hơn ta có nhiều điểm tương đồng với ma giáo của chúng ta trong triết lý và ma đạo ta tin rằng sau khi gia nhập ma giáo chúng ta sẽ có một mối quan hệ rất hòa hợp. Sau khi gia nhập ma giáo, ta nhất định sẽ siêng năng cần vẫn làm việc xấu, cùng trở nên lớn mạnh với ma giáo, gây dựng lại huy hoàng cho ma giáo. Chủ tính của ta là, ma giáo cần ta làm gì, ta sẽ làm cái đó, tuyệt đối không lời oán thán. Dù gì chỉ khi ma giáo lớn mạnh, ta mới có thể trở nên lớn mạnh. Ma giáo đã cho ta một chỗ đứng, thì ta làm sao còn có thể yêu cầu ma giáo cung cấp tiền định kỳ Đáng lý ta phải cống nạp cho mà sáu mới đúng Ngưu mà nói tới chỗ phấn khích Gã ta còn vung vẩy nắm tay Thể hiện rằng bản thân nhất định sẽ phải chiến thắng nghịch cảnh Đón nhận tương lai sáng lạn Gã ta nói rất thành thạo Dẫu sao đây chính là cách gã ta dạy dỗ thanh long bang Người đã bị loại, về đi Tại sao? Ngưu mã không phục Gã ta cho rằng câu trả lời của mình khá hoàn hảo Lục dương nghiêm nghị quá tháo Cảm thấy rằng Ngưu mãng chẳng xứng là người trong ma đạo thế nào là ma đạo ma đạo là tư lợi vị kỷ người bột lòng vì ma giáo phụng sự mà không cần báo đáp như ngươi thì làm sao có thể làm tu sĩ ma đạo là người nhất định phải nghĩ cách làm sao để xoán vị tạo phản nội bộ không tranh đấu còn gọi gì là ma giáo hơn nữa chẳng phải ngươi từng nói đó sao ma giáo cần làm cái gì thì ngươi làm cái đó bây giờ ma giáo cần loại như ngươi cút ngưu mãng ủ rũ rời đi những người phía sau nghe xong Cảm thấy mờ mang tầm mắt Thì ra đây chính là lý luận của ma giáo Quả không hồ là giám khảo Sự hiểu biết của ma giáo của họ thật sâu sắc Người tiếp theo Mạnh Cảnh Chu hô lên Ta là Chi Tự Long Tu Vi Trúc Cơ Hậu đi Chi Tự Long nhấn mạnh Tu Vi của bản thân Muốn làm cho ban giám khảo xem trọng mình Nói đi Đã làm những việc xấu gì Nói đến điều này Thì Chi Tự Long không thiếu chuyện để nói từ nhỏ ta đã bị chó sói trên đỉnh núi tha đi Và lại được nó nuôi lớn Năm ta 10 tuổi Ta dùng con đao bằng xương Giết chết con sói đã tha ta đi Xuống núi sinh sống Trong núi lớn đó Ta muốn thứ gì thì trực tiếp đi cướp Thói quen này vẫn vậy khi ta tới thành thị Thiếu thứ gì thì đi cướp thứ đó Sau đó thì bị bổ khoái trì đuổi Ta thì một mạch cướp bóc Bổ khoái thì một mạch truy đuổi Chân của ta chạy rất nhanh Chẳng ai đuổi kịp Lúc cướp bóc ta còn bắt người làm con tin. Tiện tay giết chết vài kẻ cản được. Chị tự lòng nói một cách dương dương tự đắc. Hạ người không từ việc xấu như gã. Còn không có tư cách vào ma giáo hay sao? Mạnh cảnh chu lắc đầu. Hiện nay tránh đạo thế mạnh. Ma đạo chúng ta phải hành động kín tiếng. Phong cách xử sự, sự của người quá phô trường. Sớm muộn gì cũng sẽ gặp trắc trở ở điểm này. Người nhìn xem bản thân ngươi đi. Có bao nhiêu người biết đến người. Rồi lại nhìn xem ba người bọn ta Có người nào biết Ở đây chính là khoảng cách giữa bọn ta và ngươi Đây không phải là dấu đầu lòi đuôi Mà là ẩn náu công mưu tính từ trước Là trí tuệ của đại ẩn ẩn vũ thị Màn cốt hiếu kỳ mà nhìn qua lục dương và mạnh cảnh chu Tại sao cứ cảm thấy hai người bọn họ khá am tường về ma giáo thế nhỉ Chỉ tự lòng nghe xong như được cảm hóa Cho rằng mình đã quá khoa loa Khi nghĩ về ma đạo Ben chủ động rời đi tại hạ thẩm tiến nghĩa bạch diện thư sinh thẩm tiến nghĩa cười tít mắt và tự giới thiệu thông qua những lời hỏi đáp trước đó gã ta cảm thấy đã hiểu rõ về đường đi nước bước của đối phương màn cốt thấy đối phương ăn mặc kiểu thư sinh là tu sĩ nho đạo giống như mình rất phấn chấn đặt ra câu hỏi mà y từ đầu tới cuối cô không nghĩ thông thậm chí cả tứ trưởng lão cũng không trả lời được nếu như nương và mẫu có cùng một nghĩa vậy ta có thể gọi cô nương là cô mẫu được không thẩm tiên nghĩa sững sờ hồi lâu với bốn mươi năm kinh nghiệm sống của gã ta quả thực là không biết nên nói gì gã ta vốn nghĩ rằng người giám khảo trông ngây ngô ở phía bên trái tầm thường không có gì đặc biệt trước giờ cũng không nói chuyện không ngờ vừa mới lên đã cho gã ta một cú đau nhớ đời thẩm tiên nghĩa không hề trực tiếp nói mình không biết mà nói tại hạ là một sát thủ không phải là nho tu sát thủ à người có từng nghiên cứu hình pháp không lục dương hỏi với vẻ hứng thú có tìm hiểu đôi chút thẩm tiên nghĩa nói một cách khiêm tốn trên thực tế gã ta đã nghiên cứu rất nhiều về hình pháp dù gì trở thành sát thủ phải nghiên cứu cách để làm tránh hình pháp vậy ta hỏi ngươi định nghĩa của hình pháp về tội cố ý giết người là cố ý tước đoạt mạng sống cấu thành tội này vậy tự tử có cấu thành tội cố ý giết người không thẩm tiên nghĩa ăn một cú nhớ đời lần thứ hai thấy thẩm tiên nghĩa không trả lời được lục dương thất vọng mà xua tay hỏi về lĩnh vực mà ngươi am tưởng nhất cũng không trả lời được về đi trong vòng một trung trà ngắn ngủi thẩm tiên nghĩa phải trải qua trắc trở lớn nhất trong cuộc đời của gã ta đây là câu hỏi mà người bình thường có thể đặt ra sao chẳng lẽ có những người tư duy khác với những người thường mới có thể gia nhập ma giáo cuộc khảo nghiệm ma giáo lần này là việc hệ trọng đa chủ phải đích thân chủ trì mới yên tâm đại chủ đặc biệt tới sớm hơn nửa canh giờ để chuẩn bị trên đường đi đến địa điểm khảo nghiệm đại chủ thấy có không ít người với diện mạo hung thần ác sát lục tục rời đi miệng còn lẩm bẩm những lời như phỏng vấn khó thật không dễ gia nhập ma giáo thì ra đây chính là chân lý của ma đạo 30 năm sau thử lại lần nữa giống như đã trải qua tẩy lễ Chết đề giác ngộ đại chủ xa và trầm tư đã ta còn chưa đến vậy ai đã chủ trì cuộc khảo nghiệm sau đó gã ta nhìn thấy nhóm người lục dương chỉ điểm Giang Sơn, hoài phong một cõi. mươi 67 Bọn người tại hạ cũng là vì lo nghĩ cho mà giáo. Đà chủ với tư cách là tù sĩ có tu vi cao nhất trong toàn phân đà, còn từng trải qua huấn luyện bài bản ở tổng bộ, đã học chân lý của ma đạo. Có cục diện nào mà gã ta chưa từng thấy đâu. Nhưng cục diện này quả thật là gã ta chưa từng gặp. Nếu nói rằng việc chấp sự thấu hiểu sự vất vả của gã làm tốt công tác chuẩn bị từ trước gã còn có thể hiểu được thậm chí còn có vẻ cảm thấy vui mừng nhưng ba người ngươi là chuyện như thế nào chui lên từ lòng đất phương nào đà chủ hiểu ra vấn đề ánh mắt lạnh lùng như có thể giết người ba người này đang làm giả ban giám khảo để loại bỏ đối thủ cạnh tranh từ sớm thật đúng là giỏi thủ đoạn đà chủ nghiến rằng nghiến lợi nói ba người họ vẫn đang mạo danh giám khảo lục dương gác chân lên bàn không hối lộ bọn ta mà còn muốn vượt qua khảo nghiệm người tiếp theo là ai người tiếp theo kính cần mà lấy ra linh thạch biếu tặng quà ba vị ban giám khảo mạnh cảnh chu khẽ gật đầu cảm thấy quá ít liền hỏi người có kinh nghiệm gia nhập ma giáo không không có ôi rồi thật đáng tiếc bọn ta không cần người chưa có kinh nghiệm người về đi gã cảm thấy rằng giám khảo chỉ thiếu việc in đậm mấy chữ bọn ta chẳng tuyển người lên khuôn mặt đa chủ như thể mộng mị mà xuất hiện sau lưng ba người họ hơi lạnh phả ra từ nơi kẽ răng khi tức kim đan kỳ rõ mồn một vật tay một cái vỗ bay cả ba người họ tới bức tường ba người bọn người to gàn lắm dám ở đây mạo danh ban giám khảo nếu gã ta đến muộn hơn một chút thì mọi người đều bỏ đi hết cả rồi lục dương tự móc bản thân xuống từ bức tường nhanh chóng nói oan uổng lắm đại nhân Bọn người tại hạ thật ra đều là một lòng một dạ suy nghĩ vì ma giáo. Đại chủ bị chọc tức tới mức phát cười, mở miệng hỏi. <laughs> Vậy bọn người nói thử xem, đã vì ma giáo, mà suy nghĩ như thế nào? Đại nhân thử nghĩ xem, là một tu sĩ ma đạo, đáng lý phải đa nghi đa vấn, không thể dễ dàng tin tưởng người khác. Lại nhìn xem những người này, chỉ cần nhóm người tại hạ ngồi ở đây, họ đã tin rằng ba người tại hạ là giám khảo không một người nào nghi ngờ dễ mắc mưu như vậy sao chẳng phải là rất dễ bị người khác lừa hay sao nếu như trong chánh đạo có người thông minh nhưng lừa bọn họ ắt hẳn lừa vố nào dính vô đó hơn nữa chỉ có tù sĩ chánh đạo mới là người ta nói gì thì tin cái đấy tài hạ còn nghi ngờ rằng trong số những người này có nội gián của chánh đạo đại nhân người nhất định phải tỉ mỉ trao hỏi danh tính rõ của bọn họ không thể để cho tù sĩ chánh đạo trà trộn vào đây được khi nói tới đây Lục Dương còn nhìn những người tham gia cuộc khảo hạch với vẻ hồ nghi, mang nét mặt như nói trong đám người bọn người, chắc chắn có nội gián. Lục Dương nói một cách chân thành, hoàn toàn như thể đang lo nghĩ thay cho đà chủ. Nét mặt của đà chủ dịu đi đôi chút. Lời nói của Mạnh Cảnh Chu còn chân thành hơn cả Lục Dương, vừa nghe đã biết là lời nói thật lòng. Hơn nữa, tù sĩ Hòa đạo tư lợi vị kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân mình, cuộc khảo nghiệm lần này có nhiều người đến tham gia như vậy, bọn người tài hạ tất nhiên phải bày mưu tính kế để giảm thiểu đối thủ cạnh tranh tài không bằng người mắc mưu bị lừa thì có thể trách được ai chỉ có thể trách kinh nghiệm lừa lọc của bọn họ vẫn chưa đủ phong phú mà thôi đà chủ thả lòng chân mày cảm thấy đây mới là lời thật lòng của ba người họ đúng vậy tu sĩ ma đạo phải coi trời bằng vung giờ mọi thủ đoạn nhớ trước kia lúc gã ta gia nhập ma giáo cũng đã dùng hết mọi thủ đoạn nhận được sự coi trọng của cấp cao có được vị trí như ngày hôm nay. Thủ đoạn của ba người này còn vượt trội hơn cả gã ta lúc trước. Quả thật là che giả măng mọc. Màn cốt nói một cách bộc trực nhất, bày tỏ thái độ. Bọn người tại hạ thật lòng muốn gia nhập ma giáo, đảm bảo một việc tốt cũng không làm. Đà chủ khẽ gật đầu, nói không chừng ba người này cũng có thể nhận được sự xem trọng của cấp cao, để bên trên có một cái nhìn tốt hơn về phân đà diên giang. Mọi người nhìn hầm hầm nhóm người lục dương Bọn họ đều là những kẻ du côn Tên vô lại Phương lừa đảo có máu mặt trong giới Nhưng cũng không chơi cháo như ba người bọn họ Gạt người còn gạt ác đến thế Nếu như đà chủ không có mặt Thậm chí bọn họ còn muốn một lúc xông lên Vành thầy ba tên khốn nạn này ra Đà chủ không quan tâm tới suy nghĩ của những người phía dưới Một bọn tầm thường Sao có thể so được với giá trị của ba người này Tù vi của ba người bọn ngươi là gì Lục Dương trả lời một cách tính cẩn đều là trúc cơ sơ kỳ bà huynh đệ tại hạ tới từ vùng khác đến quận diên giang từ tháng trước tình cờ nghe nói mà giáo đang tuyển người nên muốn đến thử một phen thấy đối thủ cạnh tranh quá nhiều mới nghĩ ra thượng sách này làm không tồi Đại chủ càng nhìn ba người càng cảm thấy thoạt mắt đúng là mầm mống tốt đây mà đây đều là công trạng của mình hết vừa nãy gã ta tùy tiện vung tay một cái tu sĩ trục cờ sơ kỳ thông thường cũng sẽ bị thương nhưng nhìn lại ba người này không có chút tổn thương nào cả điều đó chứng tỏ rằng trong chút cơ sơ kỳ tài năng của họ cũng nổi trội hơn cả những người bị lục dương loại đi lục tục trở lại là do đà chủ kêu họ tới đây trên đường đi đến khảo nghiệm những người bị loại bởi lục dương còn oán hận lục dương hơn so với những người khác lục dương cảm thấy nếu như bây giờ giết chết những người này e rằng họ có thể trực tiếp hóa thành oán hồn đà chủ lại mở ra vách đá nói với tất cả mọi người vào trong đó cả đi. Sau vách đá là một không gian rộng lớn nhưng u ám, những tảng đá khổng lồ trôi lôi lửng được nối với nhau bằng chuỗi xích khá là tráng lệ. Lục Dương đã đoán chúng, Vân Đà diên rằng ở trong một động tiên. Thái độ của đà chủ đối với ba người bọn họ rõ ràng là không giống với những người khác. Suy tính của bọn người rất tốt, muốn gạt bỏ đối thủ cạnh tranh, làm cũng tới nơi tới trốn Nhưng ngay từ đầu bọn người đã tính sai rồi. Gạt bỏ những người này hoặc có thể nói ngay khi chỉ có ba người bọn người tham gia khảo nghiệm Cũng chưa chắc có thể đạt yêu cầu Vậy nghĩa là sao? Nếu người lục dương không hiểu Đà chủ cười dưới trước mặt nạ nhưng không trả lời Đạp trên tảng đá trôi lơ lửng dẫn mọi người tới một tảng đá lớn nhất Đang trôi lơ lửng ở trên không Nơi đây là một cái lễ đài Mặt đất được khắc họa bằng những hoa văn phức tạp mà lộng lẫy Bốn cột đá cổ xưa đứng sừng sững ở bốn hướng đông tây nam bắc một người chấp sự đang mặc trường bào màu đen thực hiện một chức trách riêng của mình chân giữ ở bên mép lễ đài các người ngồi tàn ra thả lòng tâm thức sau khi mọi người làm theo đại chủ đi tới trung tâm của lễ đài ở đó có một tảng đá màu xanh biếc đang trôi lơ lửng đề mặt của tảng đá chạm khắc chi chít những ký hiệu thần bí đại chủ truyền linh khí vào tảng đá trận pháp dưới chân vận chuyển xoay tròn mà khuếch đại từ trung tâm tự sao chép mà ra tăng mật độ trong thoáng chốc đã lan tràn ra đầy khắp lễ đài lễ đài như thể một con thú khổng lồ đang hồi sinh từ thời viễn cổ sử dụng sức mạnh thần bí từ thời sơ hoang đưa mọi người đến một không gian bất định trong không gian trắng toát có những bóng người mông lung đứng ở đó mặt mày ngơ ngác không biết đã xảy ra chuyện gì lục dương nhìn thấy không gian trắng toát hắn cứ nghĩ ngờ rằng đầu hũ thiên tôn sẽ nhảy ra từ trong đám người này lục dương nhận ra ở bên cạnh không có mạnh cảnh chu cũng không có màn cốt xung quanh toàn là những người xa lạ này huynh đệ người đến từ đâu lục dương hỏi với vẻ như thân quen lâu ngày nhưng người đó không quen lắm với sự nhiệt tình của lục dương người đó cảm thấy không nói chuyện cũng không hay bèn nói đến từ hoàng nhạc thành lục dương một mạch hỏi tận vài người phát hiện ra họ đến từ các nơi cứ điểm của ma giáo khác nhau họ đều được chuyển đến đây thông qua một trận pháp khổng lồ lục dương đại khái hiểu được ý của đà chủ Đợt tuyển chọn lần này không phải do mỗi cứ điểm tự mình tuyển chọn mà là được tổ chức bởi tổng bộ là một cuộc tuyển chọn mà tất cả các tu sĩ ba đạo đồng thời tham gia. Cảm giác này giống như âm thần xuất khiếu nhưng cũng có điểm khác biệt. Lục Dương tự mình lầm bầm hắn cảm thấy thứ mà lễ đài này truyền tống không phải là chân thân mà là những thứ tương tự như ý niệm. Cũng có chút thú vị không biết liệu đại sư tỷ có thể Lục Dương ngắt mạch suy nghĩ, hiện tại đang ở trong trạng thái ý niệm thì nói không chừng bất hù giáo có cách để phát hiện ra hắn đang nghĩ gì cẩn thận là trên hết đột nhiên nguyên cả không gian trở nên tối hẳn đi có một bóng người tỏa ra vầng trắng đứng ở trên không trung chỉ nghe người đó nói với giọng điệu thản nhiên bồn tọa là phó giáo chủ của bất hù giáo đã lập ra ba khảo nghiệm cho các người người vượt qua ba khảo nghiệm có thể vào bồn giáo chương sáu mươi tám phương thức chuẩn bị để vượt ai đám đông xôn xao không ngờ cuộc tuyển chọn vào giáo phái lần này lại được bất thù giáo chú trọng tới thế thậm chí cả phó giáo chủ cũng ra mặt rồi phó giáo chủ của tứ đại ba giáo đều là những nhân vật lớn không thể bỏ qua trên toàn bộ đại lục trung ương thường ngày muốn gặp mặt một lần cũng là hy vọng hão huyền lục dương chẳng có cảm giác gì chẳng qua là cùng cấp bậc với trưởng lão của vấn đạo tông nào chẳng phải chưa thấy bao giờ trạng thái hiện tại của bọn người là một ý niệm bàn thể vẫn ở chỗ cũ sau khi chính thức tiến hành cuộc khảo nghiệm tù vị và ký ức của bọn người sẽ hoàn toàn biến mất tất cả bọn người đều ở cùng một vạch xuất phát giáo chủ hết sức coi trọng cuộc tuyển chọn lần này điều gì quan trọng nhất trong việc tranh giành đại thế thiên tài là quan trọng nhất nếu bọn họ có đơn linh căn có tiên thể trời sinh có ma trùng trời sinh thì bọn họ sẽ có vốn liếng để đỏ sức với chánh đạo vì vậy lão ta đã xài phó giáo chủ tới đây Dày công thiết kế ra ba khảo nghiệm Nhất định phải tuyển chọn ra được những thiên tài thật sự Để ngăn chặn người có gian lận Lần này họ sử dụng bí pháp của giáo phái Để xóa bỏ tu vi và ký ức của mọi người Chỉ như vậy mới có thể phản ánh được trình độ thực sự Khảo nghiệm đầu tiên chính thức bắt đầu Tư chuẩn để vượt ải là đánh bại đội quân của nước lương Sau khi phó giáo chủ nói xong một câu như thế mọi người chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng một lúc không phân biệt được đông tây nam bắc cho tới khi tỉnh lại đã không còn nhớ gì nữa đây là đâu khi màn cốt tỉnh lại đầu óc choáng váng mặt mũi của y nhem nhuốc tóc tài rối bời tay nắm một kiếm gãy trên áo giáp bê bết máu màn cốt đi hai bước loạng choạng một thoáng suýt nữa thì ngã một thân vệ vội vàng đỡ lấy y tướng quân mau chóng lên ngựa đi bây giờ không phải là lúc để coi trọng khí tiết đội quân của nước lương sắp đuổi đến rồi trong quá trình chạy trốn trên ngựa những ký ức liên quan tới khảo nghiệm lần này dần dần tiến vào bên trong đầu của màn cốt ở đây có hai quốc gia nước lương và nước tấn hai quốc gia là kẻ thù truyền kiếp của nhau đều muốn đánh bại đối phương nước tấn không mạnh bằng nước lương hiện tại mình là tướng quân của nước tấn chỉ huy toàn bộ quân đội nước tấn lần này mình đã lơ là khinh suất xa vào gian kế của kẻ địch mình phải chỉnh đốn lại tinh thần quấn đất trở về đánh bại nước lương man cốt đã quên mất đây là cuộc khảo nghiệm chỉ nhớ rằng mình là thường thắng tướng quân của nước tấn nhất định phải đánh bại nước lương để bảo vệ quốc gia của mình ngoài những ký ức về bối cảnh thì những kinh nghiệm đánh trận cũng tràn vào trong đầu của man cốt hiện tại man cốt hoàn toàn trở thành thường thắng tướng quân của nước tấn đáng tiếc kinh nghiệm của man cốt phong phú nhưng tướng quân của nước lương cũng có kinh nghiệm phong phú không kém hai bên giao chiến man cốt liên tiếp thất bại trong các trận chiến man cốt có uy vọng cực cao cho quân đội các tướng sĩ đều rất tin tưởng man cốt họ tin rằng những thất bại chỉ là tạm thời man cốt tướng quân chắc chắn sẽ dẫn dắt bọn họ đi đến chiến thắng man cốt lại một lần nữa thất bại tính cách của y trung thực có kinh nghiệm đánh trận là thật nhưng không thể áp dụng tốt vào thực tế cứ rơi vào bẫy của tướng quân nước lương man cốt nhếch nhác mà trốn chạy tới một hàng núi Lần này y thất bại thảm hại Thua tới mức không còn manh giáp Đây là nỗi nhục của cả cuộc đời y Bên ngoài gió thảm mưa dầu Tồn thêm tâm trạng càng thê lương của y Màn cốc nghĩ tới sự tin tưởng Của các binh sĩ dành cho mình Nghĩ đến sự đà kích mà mỗi một lần thất bại mang đến Y cúi đầu nhìn thanh kiếm Để vết nứt trong tay Hận không thể tự vẫn mà chết Chết đi cho xong Nào là thất bại, nào là nước tần Tất cả đều chẳng liên quan gì tới y Đột nhiên, một con nhện thu hút sự chú ý của y. Con nhện có hình dáng kỳ lạ, là một loại mà man cốt chưa từng thấy. Con nhện đang răng mạng, gió mưa từ ngoài hang thổi vào, làm rách mạng vài lần. Mỗi khi rách, con nhện lại một lần nữa bắt đầu dệt lại mạng, không hề nản lòng. Nhìn con nhện thất bại hết lần này tới lần khác, vẫn thử đi thử lại sau mỗi lần thất bại. Man cốt cảm thấy con nhện giống mình đến nhường nào. Người sẽ thành công man cốt nhìn chằm chằm vào con nhện hy vọng dần thắp lên trong ánh mắt đến cả con nhện còn như vậy y làm con người chẳng nhẽ ý chí còn không bằng con nhện hay sao cuối cùng sau vô số lần thất bại con nhện đã thành công diệt mạng man cốt bật người đứng dậy thắp lên ý chí chiến đấu con nhện có thể thành công y cũng có thể thành công trong lòng của man cốt thắp lên ngọn lửa hừng hực quyết tâm chấn chỉnh cờ trống phản kích nước lương hả Màn cốt bất giác lướt mắt nhìn qua con nhện, muốn cảm tạ sự khích lệ của nó, nhưng không ngờ một con bọ ngựa đột nhiên xuất hiện giết chết con nhện. Ban đầu Man cốt muốn tức giận mà đạp chết con bọ ngựa, nhưng sau đó y lại nghĩ, tình cảnh của con nhện và bản thân giống nhau tới nhường nào. Sau khi thành công thì bèn buông lơi, quên mất nguy hiểm tiềm tàng. Y đầy về đăm chiêu. Đúng rồi, nghị lực cố nhiên là quan trọng, nhưng mưu kế cũng quan trọng không kém. Tấn công khi đối thủ lơ là có hiệu quả xuất kỳ bất ý cuối cùng màn cốt sử dụng chiến thắng nhỏ khiến nước lương lơ là sau đó cho đội quân ẩn nấp bí mật xuất quân đánh tan quân chủ lực của nước lương trong một trận gặt hái toàn thắng màn cốt vượt qua khảo nghiệm tổng bộ của bất hủ giáo trên mặt nước yên tĩnh hiển thị hình ảnh của tất cả mọi người trong ải khảo nghiệm thứ nhất phó giáo chủ quan sát biểu hiện của họ đưa ra đánh giá thế nào có mầm bóng nào tốt không không gian biến dạng giáo chủ xuất hiện ai khẩu nhiệm thứ nhất này của ngươi quả thật không dễ đối mặt với những thất bại liên tiếp không những cần ngộ ra sự kiên trì từ con nhện mà còn phải ngộ ra đạo lý công kỳ vô bị từ con bọ ngựa phó giáo chủ lắc đầu đây đều là bắt buộc tránh đạo chèn ép chúng ta giáo phái liên tiếp thất bại trong giáo đã có người muốn tính đường lui trải nghiệm của chúng ta giống với nước tần đến trường nào ta muốn thông qua cuộc khảo nghiệm này tuyển chọn những tín đồ có ý chí kiên định bồi dưỡng họ thành tài đối kháng chánh đạo đối kháng chánh đạo không chỉ dựa vào ý chí kiên định mà còn phải có kỹ xảo nếu không cùng lúc học được kỹ xảo từ con nhện và bọ ngựa thì làm thế nào mới giành được thắng lợi đây giáo chủ gật đầu không tồi người nói rất hay đây cũng là lý do ta cho người tổ chức cuộc tuyển chọn lần này nhưng tín đồ ưu tú được tuyển chọn lần này phải được chú trọng bồi dưỡng. Đây đều là quân dự bị của chúng ta khi đối phó với chánh đạo. Phó giáo chủ nhìn vào một khung cảnh trong đó rồi nói, ta rất kỳ vọng vào người tên man cốt này, phương pháp vượt qua ải của y hoàn toàn phù hợp với ý của ta. Đứa trẻ này may sau ắt thành người tài. Giáo chủ nhìn thoáng qua man cốt, cảm thấy cũng khá vừa mắt, nói, vậy thì tiếp tục quan sát biểu hiện của những người khác xem sao. Giáo chủ và phó giáo chủ đứng cạnh nhau, hai người xem được một lúc. Giáo chủ đột nhiên hỏi: "Theo người liệu có thể còn có phương pháp khác để vượt qua khảo nghiệm không?" Phó giáo chủ bác bỏ hoàn toàn, nói khá là chắc nịch tuyệt đối không có khả năng. Ai không nhiệm đầu tiên là một đoạn được ta cắt ra từ lịch sử, nước lương và nước tấn là một số trong thời đại đại loạn và mười vạn năm trước, lúc đó tù sĩ ít hơn hiện tại rất nhiều nước lương và nước tấn càng không có lấy vài người tu sĩ ta tiến hành diễn dịch dựa trên cơ sở đó đảm bảo tính chân thực tối đa để cắt được ra một đoạn trong lịch sử phật thủ giáo đã đầu tư rất nhiều tài nguyên phó giáo chủ nhìn vào cũng thấy đau lòng trong lịch sử tướng quần nước tấn chính là ngộ đạo ở trong hàng núi đánh bại quân đội nước lương đây vốn là kỳ tích ta không tin còn có phương pháp nào khác giáo chủ khẽ gật đầu Lão cũng nghĩ như vậy Vừa nãy hỏi như thế là vì cảm thấy không nói chuyện Thì bầu không khí quá ngượng ngùng Muốn tìm một cái cớ để nói chuyện Sau đó Bọn họ nhìn thấy một phương thức vượt ải Của Mạnh Cảnh Chu và Lục Dương mươi 69 Phương thức sai lầm để vượt ải Quân đội của nước Tấn thất bại quá nhiều lần Thậm chí ngay cả dạng người như Mạnh Cảnh Chu Cũng trầm luân Cảm thấy không thể chiến thắng Thật sự mình có thể giành được thắng lợi sao Mạnh Cảnh Chu đứng ở trước cửa hàng tự hỏi lòng, cảm thấy đáp án của câu hỏi này đáng cay tới mức khó mà thốt lên lời. Sao? Một con nhện? Mạnh Cảnh Chu chú ý đến con nhện đang răng mạng. Con nhện thất bại hết lần này tới lần khác, lại thử lại hết lần này tới lần khác, khiến cho y rất chấn động. Con nhện vẫn liên tục chiến đấu sau thất bại dồn dập, không lẽ mình còn kém hơn con nhện sao? Mạnh Cảnh Chu nhận được sự khích lệ mạnh mẽ, chấn chỉnh cờ trống, muốn tái chiến lần nữa với lực lượng quân đội của nước lương mạnh hơn chúng ta nhưng cách biệt chưa tới mức như vực sâu hơn nữa sao có thể vì chỉ vài lần thất bại mà bỏ cuộc nếu mình bỏ cuộc thì nước tấn ở sau lưng phải làm sao tin rằng lần này chỉ cần dùng mưu sách thích đáng thì có thể giành được thắng lợi mạnh cảnh chu siết chặt nắm tay trong lòng đã định sẵn kế hoạch sau vài lần thất bại y đã quen với đường đi nước bước của tướng quân nước lương tướng quân nước lương thắng lợi nhiều lần tâm thế tất nhiên kiêu căng y có thể lợi dụng tâm thế này trước tiên giả vờ thất bại trốn chạy thục mạng rồi dụ quân đội của nước lương vào hẻm núi sau đó bao vây ngược lại bọn chúng lần này tất định có thể đánh một trận suốt kỳ bất ý không phụ kỳ vọng của phụ lão tấn quốc đà tạ đã chỉ bảo hoạch cảnh chu chắp tay nói lời cảm tạ với con nhện nếu không có sự gợi mờ từ con nhện y chắc chắn sẽ không gượng dậy nổi nếu như vậy thì thật sự không còn hy vọng nào để chiến thắng rồi trong hàng động có rất nhiều côn trùng Để bày tỏ sự biết ơn Mạnh cảnh chu bắt được một con côn trùng Rồi đưa đến kế bên con nhện Con nhện dường như không thể hiểu được hành động của mạnh cảnh chu Xem y là kẻ địch Cắn y một phát Đây là một con nhện độc Đầu của mạnh cảnh chu choáng váng rồi ngất lịm đi Không biết đã qua bao lâu Có thể là vài khắc Cũng có thể là cả canh giờ Nó tóm lại là thời gian không dài Mạnh cảnh chu tỉnh lại Cảm thấy cơ thể tràn đầy sức mạnh mình đây là bị làm sao rồi. Mạnh Cảnh Chu cảm thấy có một sự thay đổi nào đó trong cơ thể mình, thị lực, tính lực và khả năng cảm nhận đều đang trở nên mạnh mẽ hơn, cơ thể linh hoạt hơn bao giờ hết, giống như thoát thai hoán cốt vậy. Tay phải của Y bất giác cử động, uốn cong ngón giữa và ngón áp út, một sợi tơ màu trắng liền phun ra từ cổ tay. Cái quái gì vậy? Sợi tơ màu trắng dính vào bức tường, Mạnh Cảnh Chu ra sức kéo một cái, phát hiện nó dẻo dai dị thường sao lại giống như tơ nhện hai tay của mạnh cảnh chu đặt lên bức tường y ngạc nhiên phát hiện rằng tay của mình có thể dính vào bức tường vượt nóc bằng tường không thành vấn đề mình nhớ là sau khi bị con nhện cắn đúng rồi con nhện đâu rồi khi mạnh cảnh chu nhìn thấy con nhện nó đã bị bọ ngựa giết chết rồi mạnh cảnh chu đạp chết con bọ ngựa báo thù rửa hận cho con nhện y kế thừa di nguyện của con nhện trình đốn lại quân đội tái chiến với quân đội nước lương ngay vào buổi tối cách trận quyết chiến một ngày y mặc trang phục dạ hành dựa vào sức mạnh mới nhận được một mình tiến hành chiến lược chặt đầu trực tiếp chém giết tướng quân của nước lương tướng quân nước lương lúc đó cũng trợn tròn mắt chúng ta cùng là tướng quân không phải đã đậu đau bên ở trên chiến trường hay sao sau cùng mới quyết chiến một trận sinh tử hay là cái gì đó còn ngươi lại nhảy thẳng tới bước cuối cùng tướng quân giết tướng quân rồi bên cạnh tướng quân của nước lương có tù sĩ bảo vệ nhưng họ không linh hoạt bằng mạnh cảnh chu mạnh cảnh chu thành công giết chết tướng quân nước lương tướng quân nước lương là một thiên tài quân sự hiếm gặp sau khi y chết rắn mất đầu quân vô tướng quân đội nước lương không có người có thể làm chủ đại cuộc mạnh cảnh chu dẫn theo đội quân nước tấn đánh tan quân đội nước lương mạnh cảnh chu vượt qua ải tổng bộ của bất hủ giáo giáo chủ và phó giáo chủ xem xong phương thức vượt ải của mạnh cảnh chu trầm mặc trong hồi lâu Thật sự xuất hiện phương thức vượt ải thứ hai Giáo chủ khẽ xoa chán Cô nhện này là chuyện như thế nào Tại sao cắn một cái Lại khiến người ta có được năng lực của con nhện Không lẽ ta cắn một con nhện cái Con nhện còn có thể hóa hình hay sao Phó giáo chủ cũng ngờ ngác Lão ta trầm tư hồi lâu Như là đã nghĩ ra cái gì đó Từ chức nhẫn chữ vật của mình Lấy ra một quyền điển tịch Lão ta chỉ vào một đoạn văn rồi nói Tìm thấy rồi, giáo chủ người xem Trong điển tịch có ghi chép Nói rằng trên đại lục trung ương Từng có một loại nhện đặc biệt Sức mạnh của bản thân nó tương tự như nhện thông thường Nhưng chưa bao giờ cắn người Nhưng phàm là người bị nó cắn Cơ thể sẽ xảy ra biến dị Loài nhện này đã tuyệt chủng từ hàng vạn năm trước Có giáo chủ nói có sách Mách có chứng mà phân tích Cuộc chiến giữa nước tấn và nước lương Đã xảy ra cách đây 10 vạn năm Chúng ta đã tái hiện một cách hoàn hảo Cảnh tượng lúc đó vì vậy theo lý thuyết mà nói loại nhện đặc biệt này xuất hiện trong hang độc cũng là có khả năng giáo chủ gật đầu xem ra người tên mạnh cành chu này không chỉ có nghị lực đầu óc linh hoạt mà vận khí cũng tốt cách nói về vận khí huyền ảo mơ hồ e rằng chỉ có thuật vọng khí trong truyền thuyết mà có thể thực sự đánh giá được vận khí là như thế nào tuy nhiên nó cũng có thể ít nhiều thể hiện ra từ những phương diện khác nhau ví dụ như mạnh cành chu hiện tại trong khi nhiều người khác đang vượt qua ải này Chỉ có y là bị cắn bởi con nhện Hơn nữa dị biến Cho thấy vận khí của y khác với người bình thường Có vận khí cực tốt Cả đường tu luyện bằng phẳng Thành tựu trong tương lai cực cao Tiếp tục quan sát những người khác Ta không tin là còn có phương thức vượt ải thứ ba Lục dường nhìn con nhện không ngừng diệt mạng Nhưng lại thất bại Chìm vào trầm tư Con nhện răng mạng có thể bắt mồi Vậy tại sao việc ôm cây đợi thỏ lại thất bại không phải cả hai đều ở yên tại chỗ chờ con mồi đang tới tận cửa hay sao? Có khác gì đặc biệt đâu. Là bởi vì côn trùng không có đầu óc, chỉ có thể khờ khạo mà đâm đầu vào mạng, trong khi con thỏ khôn ngoan hơn, biết tránh qua cây cối. Nếu côn trùng không có đầu óc, thì có nghĩa là con nhện cũng không có đầu óc. Vậy việc con nhện không ngừng trải qua thất bại, lại không ngừng dệt mạng, là biểu hiện của ý chí hay là sự kiên trì của kẻ khờ. Ngay cả con thỏ cũng biết không đâm đầu vào cây, Tại sao vẫn có người không đụng vào tường nam không quay đầu? Lục Dương thả trôi tư duy, nghĩ đến rất xa. Sau khi hắn trải qua thất bại cũng không nản lòng, chỉ là ở trong hang núi trú mưa, nhân tiện nghĩ cách phá địch. Lúc này khi nhìn thấy con nhện răng mặn, hắn nghĩ đến nhiều vấn đề trông có vẻ sâu sắc, nhưng thực ra chẳng có tác dụng gì. Đột nhiên một con bọ cựa xuất hiện, tấn công con nhện, nhân lúc nó không phòng bị, con nhện tận dụng lợi thế của mạng nhện dốc sức phản kháng Động tác của con bọ ngựa linh hoạt và mãnh liệt Sau vài hiệp đấu Bọ ngựa giết chết con nhện Lục Dương chứng kiến quá trình này Tự như đang suy nghĩ điều gì đó Hắn đứng dậy hồi tưởng lại động tác của con bọ ngựa Về mặt thủ pháp Hắn học theo cách mà con bọ ngựa khéo léo Vận dụng hai chỉ trước linh hoạt Và biến hóa đa dạng Về mặt bộ pháp Thì học theo những bước nhảy đột ngột trước sau trái phải Tưởng tượng bản thân mình là một con bọ ngựa Lục Dương tự nói lầm bầm Hắn cảm thấy mình hình như đã học được một thứ gì đó tương tự Rất có thiền phú trong lĩnh vực này Lục Dương như thể là một con bọ ngựa hình người Cường nhu tương trợ lẫn nhau ruộng mãnh, thần tốc Bất kỳ đối thủ nào cũng sẽ đổ gục dưới quyền pháp của hắn Thơ quần nước tấn trong lịch sử là luyện khí trung kỳ Lục Dương kế thừa tu vi của tướng quần nước tấn Cũng là luyện khí trung kỳ Luyện đến sau cùng Hắn trực tiếp thay đổi hình thể Trở thành một con bọ ngựa khổng lồ cẳng tay trước đánh ra nhanh như chớp đánh sập hang động với một đường quyền lục dương cảm thán thì ra đây chính là đường lang quyền thường được truyền miệng ở trong giới võ lâm sao uy lực lớn thật chỉ là người bình thường không thể học được lục dương tinh giản đường lang quyền đơn giản dễ học phổ cập rộng rãi cho quân đội năng lực chiến đấu của quân đội nước tấn trực tiếp vượt qua nước lương không cần cái mưu kế gì cả một mạch săn bằng đối phương lục dương vượt ải Ai mà lại vượt ải như vậy? Phó giáo chủ nói với vẻ tức giận. Chương 70, bài khảo nghiệm thứ hai. Đường lăng Quyền là nhà nào đánh ra như vậy? Phó giáo chủ trừng mắt, lão ta cũng từng nghe nói về đường lăng Quyền là một loại quyền pháp phòng theo bỏ ngựa, là quyền pháp bắt chước bỏ ngựa, không phải là quyền pháp biến thành bỏ ngựa. Để đạt đến tiêu chuẩn dự kiến trong lần khảo nghiệm này, lão ta đã suy diễn tất cả, hết lần này tới lần khác còn cho các cấp cao có đầu óc linh hoạt trong giáo, thử nhiệm, xác nhận rằng ngoại trừ phương án tiêu chuẩn mà lão ta đưa ra thì tuyệt đối không thể có phương pháp giải quyết thứ hai. Bây giờ lại đồng thời ra hai phương án khác tiêu chuẩn. Lão ta không thể chấp nhận được. Giáo chủ lại có cái nhìn khá thoáng. Người thử suy nghĩ từ một góc độ khác xem, hắn chỉ nhìn thoáng qua con bọ ngựa một lúc, đã có thể ngộ ra đường lang quyền. Tướng quần nước tấn trong lịch sử cũng không có thiên phú trong võ đạo. Điều đó chứng tỏ rằng người có tên Lục Dương này có thiên phú cực cao trong võ đạo, đến sau cùng thậm chí còn đạt tới cảnh giới cao thâm dùng võ nhập đạo, võ thuật luyện thành pháp thuật. Đây là một thiên tài chỉ có thể gặp được nhờ duyên số không thể cưỡng cầu. Phó giáo thủ ngần ngơ một hồi, quay đầu nhìn vào giáo chủ, người đang mặt đầy nghiêm túc cỏi. Giáo chủ, người đang nghiêm túc chứ? Trong lòng giáo chủ thầm nghĩ rằng tất nhiên là ta đang bịa chuyện, thực ra ta cũng không hiểu hắn đã làm thế nào để biến từ người thành bọ ngựa nhưng ta với tư cách là giáo chủ không thể biểu hiện ra sự vô tri ở trước mặt thuộc cấp giáo chủ gật đầu nói tất nhiên là nghiêm túc sau khi nghe giáo chủ nói như vậy phó giáo chủ cảm thấy tâm trạng tốt hơn một chút nếu đã là thiên tài phải nhờ vào duyên số mới gặp được việc ngẫu nhiên tìm ra phương pháp để giải quyết tình thế cũng là chuyện hợp tình hợp lý miễn cưỡng có thể chấp nhận được những người có thể vượt ải đều đã vượt ải rồi vào khảo nghiệm thứ nhất dừng ở đây thôi phó giáo chủ nói trên mặt nước xuất hiện hàng trăm ngàn hình ảnh ghi lại tất cả biểu hiện của mọi người chỉ có một số ít người ngộ ra được sự kiên trì từ con nhệt cực ít người ngộ ra được miêu kế từ con bỏ ngựa hầu hết mọi người sau khi thất bại không gượng dậy nổi trong hàng núi chơi thành kẻ đào ngũ bị binh lính của nước lương giết trong chiến loạn chết như một kẻ vô danh tiểu tốt binh lính của nước lương thậm chí không biết người họ đã từng giết có khí phách cao hùng thế nhường nào vòng khảo nghiệm thứ hai bắt đầu ai khảo nghiệm thứ hai là khiến quan khảo thí thật lòng muốn giữ lại mình trong đầu của mọi người xuất hiện một câu nói như thế họ đã quên mất tiền căn hậu quả chê nhớ rằng họ phải bày mưu tính kế được vượt qua ải khảo nghiệm thứ hai đầu của yên vương tồn có chút loáng thoáng cả ta không có ấn tượng gì với những gì xảy ra trước đó chỉ thoáng nhớ rằng có một người làm ra vẻ như thân quen lắm, hỏi về bản thân tới từ đâu. Và gã ta nói rằng mình tới từ Hoàng Nhạc Thành. Ta là Yên Vương Tôn, hiện đang ứng tuyển cho một cương vị trong thương hội lạc địa kim tiền, cần phải vượt qua buổi phỏng vấn. Yêu cầu của buổi phỏng vấn là không được tiết lộ câu hỏi trong buổi phỏng vấn cho người khác. Yên Vương Tôn sắp xếp lại những thông tin trước mắt mà gã ta biết. Cho dù không yêu cầu, Yên Vương Tôn cũng không tiết lộ câu hỏi phỏng vấn cho người khác Điều đó chỉ tổ làm mai cho người khác Chẳng có lợi ích gì cho bản thân mình Yên Vương Tôn nhận ra rằng Mình đang ngồi ở vị trí đầu tiên Bên cạnh là một người đàn ông vạm vỡ Mặc áo dài nhà nho Ta là Man Cốt Người tên gì Yên Vương Tôn không trả lời Vì quan khảo thí đã gọi tên mình Vừa vào trong phòng Yên Vương Tôn chú ý đến một cục giấy dưới chân Gã tà tiện tay vứt nó vào thùng rác sau đó mới chuẩn bị cho buổi phỏng vấn. Quan khảo thí trông mập mạp, thậm chí y phục mặc ở trên người cũng rất gò bó, dáng vẻ lúc nào cũng cười tít mắt. Yên vương tôn đúng không? Bây giờ ngươi đi ra chợ một chuyến, xem coi có nơi nào bán khoai tây không. Yên vương tôn thành thật mà đi ra ngoài, dạo một vòng quanh chợ, chỉ có một nơi bán khoai tây. Sau khi trở về, cả ta nói một câu. Có. Vị quan khảo thí béo lại hỏi tiếp. Có bao nhiêu khoai tây? Yên Vương Tôn không còn cách nào khác Lại phải chạy ra ngoài một chuyến nữa Rồi trở về nói Có 80 cân khoai tây Giá cả thế nào Trong lòng của Yên Vương Tôn thầm chửi rủa một câu Tên béo nhà ngươi sao không nói sớm Lần thứ ba gã ta chạy ra ngoài Hỏi xong giá rồi trả lời ba đồng một cân Chất lượng của khoai tây thế nào Có xứng với giá tiền không Yên Vương Tôn gắng sức nén giận Như thể thả dòng chó đi dạo lần thứ tư chạy ra ngoài xem chất lượng của khoai tây. Chất lượng khoai tây trung bình có vẻ như đáng giá 3-4 đồng, giá cả được định ở mức không cao. Vị quan giám khảo béo cười tít mắt nói, người ấy đã bị loại. Dựa vào đâu? Yên Vương Tôn giận dữ nói, gã ta bị tên quan khảo thí mập ú kia thả rong ra ngoài bốn lần. Mỗi lần đều là chạy bộ đến đó, rồi lại chạy bộ trở về, vất vả cả nửa ngày trời, người ấy nói là ta thất bại rồi. Đùa sao? Vị quan khảo thí béo nhún vai Chỉ hỏi ngươi một chuyện nhỏ như khoai tây như thế nào Mà ngươi phải chạy ra ngoài tất bốn lần Thì làm sao có thể yên tâm giao công việc cho ngươi Vậy thì ngươi hỏi hết trong một lần đi Vị quan khảo thí béo lắc đầu Là ngươi làm việc không chú đáo Sao có thể trách ta không hỏi tiếp Người trẻ tuổi Trong công việc ngươi phải học cách nghiền ngẫm ý của bề trên <laughs> Ngươi tưởng rằng mình là hoàng đế à Còn ở đấy mà ý bề trên vì quan khảo thí béo cũng không nổi nóng Mặc dù người đã thất bại rồi Nhưng người có thể ở lại Yên vực tôn nhìn tên quan khảo thí béo Với vẻ ngờ vực Cho so rằng y lại trêu mình Thật sao Người còn nhớ cục giấy mà ngươi nhặt lên hay trước khi bước vào cửa không Đó là do ta cố ý vứt xuống đất Chính là muốn xem Thử coi có ai nhặt lên Yên vực tôn vui mừng Thầm nói trong lòng rằng Không lẽ đây là đề khảo nghiệm lòng trách nhiệm Và khả năng quan sát của mình Đúng lúc thiếu một người làm vệ sinh Người ở lại phụ trách việc quét dọn vệ sinh đi Yên Vương Tôn cạn lời Cả ta rất muốn chửi người Nhưng rốt cuộc cả ta không nói ra Dù gì đi nữa Có thể ở lại cũng tính là vượt qua khảo nghiệm Đây là chuyện tốt Người tiếp theo Vị quan khảo thi béo hô lên Màn cốt đi vào trong phòng Yên Vương Tôn nhìn thấy dáng vẻ thật thà chất phát của màn cốt Trong lòng có chút xem thường Cả ta cảm thấy y chắc chắn sẽ bị tên quan khảo thí béo trêu đùa giống như mình người đi xem coi có ai bán khoai tây trong chợ không vị quan khảo thí béo ra câu hỏi tương tự màn cốt đáp lời một tiếng rồi rời đi sau một khắc đồng hồ thì mới trở về trong chợ có một ông lão đẩy một chiếc xe nhỏ bán khoai tây có 80 cân ba đồng một cân chất lượng phù hợp với giá cả ông lão còn nói nếu mua nhiều khoai tây giá có thể giảm tới 10% màn cốt trả lời rất chi tiết ngay cả những vấn đề mà vị quan khảo thi béo chưa nghĩ đến y cũng hỏi rõ từ trước yên vương tôn đứng ở một bên thì nhìn tới trợn tròn con mắt đường thêm màn cốt trông cao lớn thô kệch thực ra y là một người có nội tâm tinh tế suy nghĩ chu toàn y giỏi việc khiêm tốn học hỏi đặc biệt là học hỏi từ hai người lục dương và mạnh cảnh chu dựa vào tình hình trước mắt cách việc tốt nghiệp vẫn còn một chặng đường dài phải đi chúc mừng ngươi người được giữ lại rồi giáo chủ thấy tà nói có đúng không tên màn cốt này là một mầm mống tốt phó giáo chủ nhìn màn cốt một lần nữa vượt qua khảo nghiệm rất phấn chấn điều này chứng tỏ lập luận của mình rất chuẩn xác Trong những người khác có người chạy tới hai lần thì trả lời đủ bốn câu hỏi của quan khảo thí những người như thế miễn cưỡng tính là đạt tiêu chuẩn chỉ có màn cốt phù hợp với suy nghĩ của lão tà một cách hoàn hảo giáo chủ gật đầu xem ra ai khảo nghiệm thứ hai này là khảo nghiệm xem ai làm việc có chủ đáo không có thể cân nhắc thay cho cấp trên hay không ma đạo hành sự phải cẩn thận từng ly từng tí không thể để sự việc dây dưa kéo dài để tránh bị chánh đạo nắm thóp hơn nữa chỉ khi cân nhắc thay cho cấp trên mới có thể chứng tỏ bản thân có tiềm năng thăng cấp cấp cao sẽ đề bạt bản thân phó giáo chủ chính là dựa trên đủ loại suy tính mà đưa ra bài khảo nhận thứ hai Lần này chắc chắn không còn cách nào nữa rồi Có giáo chủ cười với vẻ đắc ý Giáo chủ không nói gì Ánh mắt nhìn vào hai người đã có biểu hiện nổi trội nhất Ở trong cửa ải thứ nhất Trực giác mách cho lão biết Có lẽ còn có cách khác Hết chương 70 Đà tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành Xin hẹn gặp lại